Nhập gì chứ, nếu mà ngươi đã biết rồi thì thôi ta cũng sẽ không che giấu nữa. Đúng đó, là ta lấy đó rồi sao? Thầy dù thì vậy tất nhiên là phải trả cho ta. Ta còn cái gì nữa đâu, ta đã lấy được cây nỏ thần của ngươi rồi nè, ta cũng lấy được cây kiếm thần của ngươi luôn, vũ khí đâu nữa mà ngươi đánh ta? Nó cười sặc ấy. Từ từ. Ê, ê, ê. Anh ơi, lấy dưa hấu vô còn nấu súp dưa hấu ăn nữa anh. Trời, bí ngô dưa hấu đầy nè. Ê anh lấy thêm mía nữa, mình đang sinh tồn mà. Chứ đâu phải là mình lấy mạo đâu, đi đi. Lấy luôn cả đất nữa, mang cát về ngay. Trời tào lao, anh tính ăn đất luôn hả? Mà nhà mình đâu phải nghèo đâu mà phải ăn đất anh. Không. Gì? Sao anh? Ủa, à trời. Em đẹp trai quá đúng không? Trời, em biết anh mà. Anh đi đây phòng anh đi đây. Ủa vậy? Anh? Tự nhiên anh nhìn kìa. Tự nhiên nhìn kìa, nhìn kìa. Nhìn gì? Sao lưng. Cái gì vậy? Oh my god. Ủa, sao tự nhiên xuất hiện nhiều mấy thằng thổ dân ở cái chỗ lần bữa trước anh em mình gặp cái vậy? Ủa kỳ vậy? Ủa, tôi là theo dõi anh em mình rồi đuổi về tận làng mình để trả thù không ta? Ủa kỳ vậy? Ủa, tính ra là cái làng của mình là nằm ở tuốt bên đây, còn cái làng của nó tuốt bên bên kia xa mấy trăm cây luôn mà. Lo gì mà dẹp nó đi còn tính toán gì nữa? Cái tấn công, đừng cho nó vào nhà đó. Dĩ nhiên đi anh, phụ em mày hả? Ôi trời, đừng có mày yếu rồi, nó cũng mày yếu rồi. Vô bây giờ anh mày tao đánh nhau mày, tao uy mày vô cực này. Đặt nè, vớt cho phụ em, anh đứng lên nhìn nữa. Trời ơi trời, vớt. Trời ơi, lên ngắm điện, ném cho ai cái lô muối nữa, tắt thở chết ta. Ngắm làm gì, nó đập em chết đây nè. Ôi nó, trời ơi, chết em rồi nè. Đem nè. Trời ơi, ôi trời, chết mẹ rồi, trời ơi. Mày đây là tốt thôi. Đưa cái giáo, trời đất ơi. Này, trời ơi, nè giáo nè, trời ơi, cũng ngựa phóng chi đâm đại đi anh, trời, cái đâm vô đất nó là nó chết thôi. Đâm lại đôi cái đít đi. Ok. Mày. Trời ơi trời. Mày chết rồi. Mày. Không. Trời ơi mày quá. Ôi còn lâu lắm anh, hết luôn. Ôi chết rồi. Mày hả? Ui, bên đây phóng mày. Ủa quá đây mày. Còn nhiều lắm, mình giết hết luôn đi anh. Đây, anh mình thì đã không một tí nữa, băm thì lại mất. Hay còn một chết máu. Nè, đậu phóng mày. Có gì ba thằng đi? Ba, ủa còn nữa kìa. Ủa, sao tự nhiên bọn nó xuất hiện trên nhà của Timmy? Ủa, Timmy, sao xuống đây đánh phụ bọn tôi đi, còn đứng trên đó nữa. Ôi, đây kìa. Tôi đâu có vũ khí đâu. Ủa, gì kìa? Mày hả? Ủa mà, ủa mình đây, sao tự nhiên mấy con thổ dân nó lại xuất hiện ở trên nhà của Timmy vậy? Kỳ á, ủa mà Timmy mới leo xuống kìa, về đây, vịt. Em ơi, đây đang lấy nước thằng này thôi. Ủa còn hả, nó còn sống hả, trời, chết nè, ui rồi trời hết rồi. Về đây, em thấy có cái điều gì đó bất ổn ở đây nè anh ơi. Cứu tôi. Cái gì hả? Cứu tôi nào, trên này nè, cứu tôi đi. Ok, ủa sao nãy đâu thấy con nào đâu, tự nhiên xuất hiện hay sao vậy? Lên. Sao nhiều quá vậy? Ủa sao trên này thêm ba con nữa vậy? Ủa còn nữa hả? Cái gì đâu vậy? Ôi ơi trời. Gì nè. Trời ơi, tặng cái đâu quá thôi. Mày. Ôi trời, nó đập em ạ. À. Đâu quá? Nó. Mày. Ôi trời, chết em luôn rồi. Đậu không? May mà em có được sao hồi sinh á. Chết à. Ôi trời. Hơi. À mà kia. Thế anh em bị chết mà không xuống. Đúng rồi, tự nhiên nó thấy tôi với mặt bị bọn nó tấn công không sợ không xuống phụ bọn tôi. À, tôi đâu có vũ khí. À, vậy đây em sao càng lúc em càng thấy bạch Timmy bạch kỳ sao á. Vậy thôi bây giờ mình cũng giết hết bọn quái thôi, mình về nhà đi. Timmy bà vô nhà đi, cẩn thận nha, khi nào bọn thấy bọn nó tới nhớ la làng cho bọn tôi biết nha. Trời sáng anh em ơi, hay lại có thêm một ngày sinh tồn vất vả của anh em mình nữa rồi. Hay chắc là mình phải đi xuống dưới nhà để kiếm cái gì để ăn cái đã. Hay. Ủa, ê, sao mà hôm nay cái gì ta, cái vùng đất của mình nó có cái gì đó thiếu thiếu nè, không biết thiếu thiếu cái gì nha nè, để mình định hình lại coi. Mình nghĩ là mình biết là nó thiếu gì anh em ơi. Cái đầu rồng của mình đâu rồi? Trời ơi trời. Ủa, tính ra là bữa trước cái đầu rồng nó còn nằm ở đây mà sao tự nhiên giờ biến mất rồi? Lại tiếp tục có kẻ trộm nữa à? Sao kỳ vậy ta, tính ra cái vùng đất chết nó có ba người mà suốt ngày bị trộm hoài vậy? Hay là một cái thằng thổ dân nào ngày hôm qua nó còn ở đây cho nên lấy mất tiêu rồi. Phải qua hỏi vịt mới được. À quên, còn một nghi phạm nữa. Ok, thấy không? Đang nhảy tung tăng trên nóc nhà kìa anh em. Hả?
Dạo gần đây mình thấy bà Timmy rất là lạ luôn anh em ơi. Mình có một số cái điều rất là nghi ngờ, không biết có phải là thật ra là mình không muốn nghĩ xấu cho bạn bè đó, nhưng mình nghi ngờ hình chắc là bà bị ai đó nhập vào trong người á. Có rất là nhiều bạn bảo mình là anh ơi chị Timmy á, cái gì ta, cái ta gọi sao ta, cái còi ở trên cái cổ của chị ấy lúc trước là màu vàng, tự nhiên bây giờ biến thành màu đỏ, cho nên là chắc chắn là phải có cái gì đó bí ẩn ở đây. Mà mình đã đọc được bình luận của anh em thì mình đã biết. Rất là cảm ơn anh em đã gì ta thông báo cho mình biết điều đó nha, để mình qua mình hỏi Vịt mới được. Hey Vịt ơi, anh ơi, Vịt đây, bạn anh đâu rồi? Ủa sao im lặng vậy? Sao thì đứng ở ngoài trời nhìn ngóng vậy? Đây để mình lấy cái này mình khoan cho đít Vịt. Cái nào nè, à cái này, cái này đi khoan đít nè, khoan cho đít. Khoan đít đây vậy, vô qua. Ủa đâu rồi, đâu rồi? Ủa xuất hiện dưới nhà hả? Đâu hello nhà. Sao thì sáng rồi mà ra khoan đít người ta để vô chân khoái vậy? Ờ đúng rồi, và đây em nói anh nghe này nè, anh nhìn thấy cái này có gì lạ lạ không anh? Anh nhìn thấy điều này lạ lạ từ hôm qua rồi, anh đứng gọi là quan sát từ phía nhà mình, nhưng mà không tóm được thằng trộm nào hết á. Ủa vậy là anh cũng biết là bị mất cái đầu rồng rồi hả? Chứ sao, có mất cái đầu rồng lù lù ở giữa không nhìn thấy mất, ai mà chả biết là nó mất. Về đây, lại đây. Nè, em muốn nói anh nghe này nè. Dạ gần đây em thấy bà Timmy bà có cái biểu hiện rất là lạ luôn. Và em nghĩ là bây giờ chúng ta phải bàn kế hoạch để sao ta? Chúng ta phải nói về cái đó rồi ta. Vạch kế hoạch để gọi là mình sẽ người ta gọi là gì ta? Đưa cái gì sự thật ra ánh sáng. Có nghĩa là bây giờ em đang nghi ngờ bà Timmy hình như bà bị ai đó nhập á, cho nên là em nghĩ là bây giờ chúng ta phải làm một cái kế hoạch gì đó để cho bà lộ diện. Em biết cách rồi. Bây giờ kế hoạch của anh sẽ như này nè, sẽ chợ là đi mua tỏi nhét bồm nó sẽ hiện như thế, đi mua tỏi. Tào lao hả anh, tính làm cho Việt Cường. em có cái ý kiến này là đây nghe nè. Nghe không rõ. Đi lại đây. Em đã chuẩn bị hết những cái đồ để mình có thể dụ bả ra mặt rồi. Timmy ơi, Timmy. Hả? Đi xuống này, đứng trên đó đi. Xuống đây, tôi có chuyện muốn nói nè. Dụ gì? Cứ đi xuống đây đi trời. Đợi tôi chút. Tính ra cái nhà bà đúng cao luôn, mỗi lần leo lên xuống chết bật luôn, sao vẫn mập ta? Em không nó ra mở leo lên thôi mà còn mà kiểu bà em biết rồi, bà có cái móc á, mà kiểu mà bà cứ móc bà leo leo xuống ngoài trên bà vẫn cứ mập. Chào buổi sáng. Ok trời ơi, đây tôi có cái này cho bà coi nè. Thì thật ra là do là mấy ngày nay mình bị kẻ trộm nhiều quá, cho nên là hôm nay tôi muốn thông báo cho mọi người cái này là ở đây tôi có một cái rương. Ở đâu vậy? Đây là đâu cái rương, nó có điều cái rương này nè đó, mọi người thấy không? Thì tôi sẽ bỏ, thật ra là chúng ta còn có một món vũ khí nữa. Thật ra không chỉ có cây kiếm thần nữa đâu, mọi người còn nhớ cái món vũ khí đó gì không? Đó chính là cây nỏ thần này anh em nhìn nè. Đó, mình sẽ nạp đạn vô nha. Nè, nó sẽ chọn cái nhà của Timmy, mình sẽ bắn nét cái nhà Timmy nha. Giỡn thôi, đừng kim cái gì đó. Cái cây màu đỏ bên kia kìa. Chúng ta sẽ bắn thử cái cây màu đỏ bên đó nha. Ok chuẩn bị nha. Bắn nè. Bùm, đó, bắn cái cây luôn. Đó, nè thấy không? Trời. Ủa cái gì mà bà bất ngờ vậy? Đáng lẽ là bà phải biết về cái này đó. Không, tôi tự nhiên tôi thấy cái cây đó nó bị chuỗi thôi. Nói chung là bây giờ tôi sẽ bỏ cái nỏ thần này vào trong cái rương này và tôi sẽ cất nó ở đây, cho nên là sáng mai nếu mà kẻ trộm nó tới đây thì chúng ta sẽ bắt nó nha. Ok. Mà không sao đâu, chắc là tôi để hôm nay đi rồi. Đó là để tôi cày, tại vì cái này là một món vũ khí rất là quý giá, cho nên tôi sẽ bỏ nó vào đây. Mọi người nhớ là đừng có nói cho ai biết nghe chưa? Không nói cho ai biết đâu. Ok, trời cũng tối thôi, mọi người về nhà ngủ đi mọi người ơi, về nhà ngủ về ngủ. Ok mọi người ơi, mình đã dụ được rồi. Ok thôi, mình sẽ vào nhà mình ngủ. Ok. Giờ này chắc tôi đã đi ngủ rồi. Trời ơi, chuyện gì chứ? Vào tay ta thì đây là cái thứ vũ khí cuối cùng ư? Ta sẽ lấy thì bọn mày sẽ không có cơ hội mà giết ta nữa. Nỏ thần hả? Này thì nỏ thần nè. Cuối cùng thì mình đã có thể khử trừ giết chết bọn nó rồi. Trời, cuối cùng cái gì bạn ơi? Hello Timmy. Ủa sao trời tối thì không chịu lên nhà ngủ đi, còn xuống đây làm gì vậy ta? Không, tại tôi nghe nói giờ này chỗ mình nhiều trộm á, tôi xuống tôi coi coi nó còn trong này không á mà. Vậy hả? Ủa rồi đâu rồi ta? Ủa sao hết mất tiêu rồi? Ủa sao tiên cái nỏ thần mất tiêu rồi? Tôi mới vừa xuống tới đây luôn mà ông tới á.
À vậy hả? Ủa chứ không phải là bà xuống để bà lấy cái nỏ thần hả? Thôi đừng có chối nữa. Mấy ngày nay là tôi đã biết bà chính là người đã lấy cây kiếm, với lại là những cái đồ vật chẳng hạn như cái đầu rồng trên đây nè, cũng chính là do bà lấy, đúng không nào? Trời ơi, bà chính là kẻ trộm. Thì tôi biết rồi, bà đang bị ai đó nhập đúng không? Nhập gì chứ? Nếu mà ngươi đã biết rồi thì thôi, ta cũng sẽ không che giấu nữa. Đúng đó, là ta lấy đó rồi sao? Trời ơi, thì tất nhiên là phải trả cho ta. Còn cái gì nữa đâu? Ta lấy được cây nỏ thần của ngươi rồi nè. Ta cũng lấy được cây kiếm thần của ngươi luôn. Vũ khí đâu nữa mà ngươi đánh ta? Nó cười sặc ấy. Nói từ từ. Bây giờ nè, ta tuyên bố với ngươi, hãy nhìn trên tay đây. Nè, ta nói cho ngươi biết nha. Ta nói cho ngươi biết là bây giờ anh vịt của ta đang cũng còn giữ một cây nỏ thần. Bây giờ ngươi ngon ngươi bắn ta đi, thì tất nhiên là vịt sẽ bắn ngươi. Còn nếu mà ngươi bắn vịt thì ta sẽ đánh ngươi. Ta cũng còn cây giáo vậy. Bây giờ là ngươi đã bị một gì ta, ba gì cái này ta người ta gọi là gì, vịt à, cái gì bánh kẹp thịt gì phải không? Không tin, không tin đâu. Không tin hả? Mày không tin được. Giả nè. Mày tin chưa? Chết luôn rồi. Trời ơi. Hay quá vịt ơi, bả ngất xỉu rồi. Xuống này anh, xuống đây. Ê Phong ơi. Sao anh? Đào lên cái nỏ thần của anh, khỏe quá bắn nó mất xác rồi. Tính là bắn cái hơi mất sáng luôn. Từ từ đào lên trời lên. Trời ơi, chui đâu mất xác rồi. Cái lội cái chân kìa, lội chân kìa. Đẩy đi, đẩy đi. Tóm chân lui ra. Lôi ra trời, đầu hộp nặng mập như con heo vậy á trời. Bị nhập mà mập như con heo vậy á. Đào tiếp anh ơi. Ok rồi, đào mới xác rồi nè. Đó. Cái sáng này nè, trời ơi. Thôi tự nhiên tuy là bị nhập nhưng mà cái thể xác vẫn là cái bà Timmy, cho nên mập như con heo vậy. Hai anh em mình kéo không nổi nữa trời, mệt ghê. Trời, bị bắn xỉu rồi bà ơi. Ủa thì tính ra là mà cái này là cái thể xác của bà Timmy mình bắn chúng bả, tính là không biết bà có xuất hồn hay chưa, nhưng mà kiểu mà giờ chắc là mình chẳng lẽ mình để bà nằm đây, mình phải đem bả về trong nhà đi. Đi chỗ khác không, tí nữa mình sẽ tìm cách sao chứ để nằm ngoài đây thì chưa cứu được bà đã chết queo rồi á. Mà không chưa. Em nghĩ là chắc mình bắn viên đạn thần, hay là bả cũng kiểu là cái gì ta, cái linh hồn nhập vô người bả cũng kiểu là sợ quá cho nên chạy mất tiêu rồi á. Thôi bây giờ mình ẩm bả vô nhà đi. Thôi bả nằm đây tí nữa bả trúng gió bả chết luôn, giờ nhanh. Thôi về đây anh ơi. Vịt. Hey, sao là bà chết, bà làm vẫn cầm kiếm ta chết bà, cứng bà luôn rồi. Chết rồi, bà chết rồi, cái tay của bà vẫn còn cầm cái kiếm kìa. Thiệt cái kiểu bà chết mà bị cứng người luôn, vịt ghê thiệt. Đúng rồi, ghê thiệt chứ, rồi sao? Nhưng mà bây giờ anh nhìn đi, bà đã bất tỉnh được 3 ngày rồi đó, bà còn chưa tỉnh dậy nữa. Bây giờ em nghĩ là chắc giờ không biết làm cách nào để cho bà tỉnh dậy đây. Trời ơi, 3 ngày mà không đi toilet sẽ gì chết mất. Trời ơi, không tin được. Trời ơi, tào lao, anh nghĩ chuyện gì không à? Tính ra là bà bị ngất xỉu 3 ngày rồi mà bà chưa tỉnh lại dậy nữa. Em nghĩ là chắc là cái linh hồn cũng bị xuất ra rồi, mà nó kéo theo cái linh hồn của bà nó, cho nên bà không tỉnh dậy luôn. Giờ làm cách nào vậy anh? Ok, anh có cách rồi. Ngày trước mà cái khúc bà anh đang bị yếu máu, em cho anh cái gì mà nhai vô thôi. Anh kiểu anh hồi sức nhanh lắm. Nhớ không? Cái gì thôi? À, hạt đậu thần phải không anh? Đúng rồi. Ok, đúng rồi, quên nữa. Bây giờ nếu mà chúng ta cho bà ăn hạt đậu thần thì biết đâu bà có thể tỉnh dậy thì sao, đúng rồi ha, đúng rồi. Ủa, em rồi, quên. Đúng rồi, đi kiếm. Ok, rồi để bà Timmy mới nằm đây đi. Anh em mình đi qua nhà của bà. Em nghĩ là bên nhà của bà sẽ còn hạt đậu thần á. Trời. Cái gì lên nhanh vậy anh, chờ em lên với. Lên. Trời, chân dài mà. Anh đi qua kiếm đồ trước. Ok, lên này nè. Có hạt đậu thần đó anh, có hạt đậu thần không? Đây em coi. Không thấy. Đây nè, đậu thần nè, sắp xếp lại nè, 4 hạt luôn, trời ơi, 4 hạt luôn nha. Ủa đi anh về, nhanh. Ok. Timmy ơi, hả mày ơi, tỏi vô mồm nè. Timmy ơi, đúng rồi, mình nhét cái này vô miệng mà. Mình nhét, đi. Tỏi, nhét tỏi cho Việt Cường vô, ok chuẩn bị nha. 1, 2, 3. Ôi, bà đây, bà tính lại vậy nè anh. Từ từ, Timmy ơi. Đứng im, tôi coi cái còi coi. Ôi cái còi màu vàng này, cái còi màu vàng. Ôi vậy đúng rồi, vậy bà Timmy mới tỉnh dậy rồi, mày quá. Ủa sao tới đây vậy? Phong ơi. Sao anh? Anh thấy không bình thường lắm. Sao? Có thể đây vẫn là Timmy giả mạo, em biết sao? Sao? Bởi vì anh nhịn ăn 3 ngày vẫn không mập được, không ốm đi được tí nào hết. Ôi trời ơi. Cái này đúng rồi, cái này đúng rồi.
Thôi, đừng nói nữa, nói chung là bà miễn là bà tỉnh lại là tôi vui. Ok, các bạn ơi, coi như là mình đã cứu được Timmy, để giúp cho Timmy tỉnh lại nữa rồi. Trời ơi, mà mình cũng hơi tiếc ha, cái bà Timmy lần trước á, bà hiền gì đâu á, giờ bà gặp Timmy dữ như bà chằn với anh em, nói chung mà kiểu xin lỗi, mình đùa mà bạn, đừng đánh mình. Ok, và cảm ơn anh em đã xem video này. Nếu như mà anh em thấy thích video này thì đừng quên like, share và subscribe ủng hộ cho kênh YouTube của mình, và cũng đừng quên qua kênh YouTube của các thành viên trong team Hero của bọn mình, đó chính là anh Mr. Vịt và Timmy TV, và cũng có thêm một thành viên mới nữa mà mình sẽ bật mí cho anh em sau vài ngày nữa nha. Ok, và bye bye, hẹn gặp lại anh em ở những video sau. Bye bye, yêu anh em vãi nồi, tạm biệt.